Dạ con chào chú nha. Dạ rồi thì hôm nay chú tới nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Con bị mất tích. Dạ. Dạ. Thứ hai tuần rồi. Dạ. Dạ. 8, 9 Tết mà đi rồi vừa qua. Dạ con xin phép hỏi chú tên là gì và đến từ đâu? Tôi tên Quỳnh Đức Phúc, tên từ Vũng Tàu lên đây. Là chú quê quán ở Vũng Tàu á? Quê Cần Thơ nhưng mà làm dạ. Quê ở Vũng Tàu. Là chú quê ở Cần Thơ nhưng mà lên Vũng Tàu lập nghiệp đúng không ạ? Dạ, con trai của chú tên là gì? Huỳnh Minh Tú. Huỳnh Minh Tú. Năm nay con trai của chú nhiêu tuổi rồi? Năm nay 21 tuổi. 21 tuổi ạ. Dạ. Thì sự việc con trai của chú bỏ đi như thế nào? Thì con mời chú chia sẻ. Dạ, con trai đi đó là nó nghe lời người ta đi làm cá ở dưới Kiên Giang á. Dạ. Là xuống là ta cho ứng là 15 triệu. Mướn rồi. Dạ. 15 triệu tháng là xuống ta cho ứng trước tháng lương gửi gì cho cha mẹ. Mà đi là từ đó tới nay là mất tích luôn. Dạ. Người ta nói là đụng được cái điện thoại của nó chứ xe của nó rồi mà nó thì mất luôn. Giấy chứng minh nó ta cũng lụm rồi, ta là chụp Zalo gửi qua cho người nhà bên đây luôn. Là con trai của chú mất tích là người ta đã lượm được cái điện thoại của cái xe và chứng minh. Thì gia đình nhà mình có đến cái chỗ đấy chưa? Chưa. Sao gia đình nhà mình chưa tới cái chỗ đấy? Mình không gãi, chưa có tiền á, chưa đi. Tính chiều nay mới đi nè. Dạ, là hiện tại là chỗ đấy ở Kiên Giang chú ha? Dạ. Rồi chú có báo sự việc này cho cơ quan chức năng công an chưa? Đã chưa. Sau cuộc gặp ngày hôm nay thì chú về chú báo cơ quan chức năng công an nha. Có về xã Sơn tỉnh nhà đó báo. Mà ta nói hẳn mất tích chưa, anh đi chơi đâu đó. Công an báo hai lần là công an xã xin với nó vậy không? Dạ, là cái thời điểm từ lúc đi cho tới hôm nay là được bao nhiêu ngày rồi chú ha? Bữa nay là 8 ngày, 9 ngày rồi. 8, 9 ngày rồi đúng không ạ? Thì gia đình nhà mình đã đi tìm được những đâu chưa chú ha? Đi có điện thoại, thông tin với Hậu Giang á. Là cũng cái cô đó điện cho đi bằng cá. Rồi là cũng bắt cóc con người đó, cũng có tới gia đình người đó hỏi rồi. Bắt cóc là sao hả chú? Người ta xuống dưới á, là người ta bắt, người ta nhốt lại luôn. Rồi người ta kêu người nhà chỗ là... Tức là xuống cái chỗ mà làm cá à. Làm bên chủ làm cá bắt cóc luôn ạ à? Sao mà... chú lại khẳng định là ở đấy bắt cóc? Tại vì tôi xuống tới nhà người bắt cóc đó là người ta chuột gì rồi. Là tôi hỏi thăm đó là tôi kể cho mình nghe đó. Là cũng cái cô đó là điện cho hàng đó đi làm. Rồi giờ cô đó cũng điện con tôi đi làm. Nhưng mà người đó là ta được thả viện, ta cho chuột rồi à. Đó là chú mới nghe người ta nói thôi. Còn chú chưa tận mắt và chưa có cái điều gì để khẳng định đúng không? À. Dạ, là bây giờ bản thân chú là đang lo lắng điều gì nhất về con trai mình? Sợ làm vào cảnh người bị bắt cóc, người chuột rồi đó. À, chú sợ lâm vào cái hoàn cảnh bị bắt cóc chuột rồi đó đúng không ạ? Thường thường thì con trai của chú ở nhà, tức là ở Vũng Tàu á, thì chú thấy con trai của chú có ngoan hiền không? Ngoan hiền, nó đi làm rồi đó, nó không giờ có đi chơi, mới đầu làm bê thường nè. Con trai của chú năm nay là bao nhiêu tuổi? 21 tuổi. 21 tuổi. Đi làm về rồi là tắm rửa ăn cơm rồi là chơi điện thoại 9-10 giờ là ngủ. Không đi đâu hết. Là công việc của em trai ở Vũng Tàu là gì chú? Mới đầu thì làm bê, làm sân nước này. À, làm sân nước. Rồi cái đi sân nước nghỉ thất nghiệp rồi. Cái không qua đi làm bảo vệ ở trong siêu thị Vũng Tàu. Trong siêu thị gì đó không có gần nữa. Là bắt đầu người ta điện đó là làm cá đó. Sao làm bảo vệ mức lương thu nhập có đủ chi trả cuộc sống mà sao em lại bỏ để đi làm công việc khác? Làm 1 tiếng có 20 ngàn nè. À. Mà làm 7 giờ sáng tới 11 giờ đêm đó, là có 200 mấy 300 ngàn. Lương cũng bèo đúng ha, mà lại thời gian nhiều. Thành ra nó không có thích làm. Đi 17 giờ sáng làm tới 11 giờ đêm đó. Hình như là con thấy là chú hình như là có bị tật gì đúng không chú? Tật nhỏ lớn. Chú bị gì ạ? À? Không biết bị gì mà khám bác sĩ, khám không ra. Khám bệnh này là không biết được. Con thấy chú kiểu tay chân chú đi không được bình thường. Đúng rồi. Người ta khám bác sĩ chẩn đoán là nó bị ảnh hưởng chất độc mà da cam và bị nhẹ đó. À. Mà nguyên cả đoàn anh em 7-8 người bị hết. Cả gia đình nhà mình bị hết luôn ạ. À. Rồi công việc của chú làm gì?
ở nhà chỉ nấu cơm giặt giũ cho mấy đứa cháu đi làm đó, về nó ăn uống thôi chứ đâu có làm gì được. Gia đình nhà mình được mấy người con chú? 4 người. Và cái em trai này bỏ đi thì con thứ mấy? Con thứ ba. Con thứ ba ha. Còn bà xã chú thì làm công việc gì? Cũng làm sân nước trong đó luôn với mấy đứa cháu. Rồi mức thu nhập gia đình nhà mình có đủ khả năng để chi tiêu xài trong cuộc sống không? Dạ, cũng đủ, tại vì làm ngày cũng được 3-4 trăm mà tuần làm được 3-4 ngày hả, chứ không có làm đủ tuần. Dạ. Chú có gọi, chú có biết được rằng các mối quan hệ của con trai của chú, bạn bè chẳng hạn không? Không, xuống đây là nó chưa có bạn bè chứ, chỉ đi làm về, có bạn bè là mấy người đi làm công bảo vệ chung với siêu thị nữa thôi. Yeah. Do xuống dưới là mới có mấy tháng nay là chưa có bạn bè gì hết. Là con trai của chú xuống Kiên Giang làm cá được? Không, xuống Vũng Tàu á. Xuống... Ủa vừa rồi là con trai của chú là mất tích ở đâu? Ở Kiên Giang, nó mới đi đó thứ 7 tuần rồi đó là mất tích luôn á, ý thứ 2 tuần rồi. À là mới đi ngày thứ 7 là thứ 2 mất tích? Không, đi thứ 2 rồi là nó mất tích tới nay luôn. À dạ. Thì lúc mà em xuống Kiên Giang làm cá thì em có gọi điện về nhà cho gia đình nhà mình không? Không gọi lần nào chẳng hạn. Không gọi lần nào? Có người ta là điện là lụm được điện thoại với xe đó thôi. Xe gì hả chú? Xe chiếc quay tàn dữ lắm rồi, quay pha mà nó cũ dữ lắm rồi. Và lượm được cái điện thoại hiệu gì chú? Điện thoại hình như Apple gì đó mà dạ. Nó cũng cũ dữ lắm rồi. Rồi ngoài cái đấy ra còn cái gì nữa không ạ? Chỉ có cái giấy chứng minh là nó chụp ở trong điện thoại thôi. Còn không có ở ngoài? Dạ. Và gia đình nhà mình cũng chỉ nghe nói ở dưới đấy và chưa có đi xuống đúng không ạ? Dạ. Đây hiện tại thì xe với lại điện thoại thì ai đang giữ ạ? Người ta nói thằng người đó lụm là người ta đang giữ thôi. Đang giữ. Thì nhà mình có liên hệ qua điện thoại để mình gọi chuyện nói chuyện trực tiếp mình tìm hiểu rõ cho chú? Bây giờ điện thì người ta điện lại thì có nghe nhưng mà ta nói xuống dưới đi rồi gặp người ta. Thành ra không gặp chưa có tiền. À tức là phải xuống dưới gặp. Chú nghe chú biết được cái thông tin đấy cách đây bao nhiêu ngày rồi? Tú đi 2 ngày là người ta điện á. 2 ngày là người ta đi là đi thứ hai là tối thứ tư điện. Từ giờ từ đây nếu mà từ Vũng Tàu mà xuống tới Kiên Giang thì không đâu hết nhiêu tiền xe đâu chú. Không Tết giờ thất nghiệp chưa ai làm chứ không có tiền dân á, rồi mới kêu ông cháu đi cầm cái xe đó rồi mới có tiền đây nè, rồi lên đây nè tính chiều sẽ đi thẳng xuống dưới Kiên Giang luôn nè. Phải cầm xe mới có tiền đi xuống Kiên Giang đúng không ạ? Và bản thân chú bây giờ là lo lắng cho con của chú rất là nhiều. Chú hôm nay lên nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ, chú có hy vọng rằng là sẽ tìm thấy con trai mình không? Cũng hy vọng nhờ anh hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi kiếm đi gặp dòng. Chú có lời gì muốn nhắn nhủ tới con trai mình không? Nhắn nhủ là ví dụ con nó có coi được clip mấy những clip này cho nó không có gì cha. Cha lo lắng đi tìm nó, không nhà không có ăn uống gì hết. Giờ đứng lên là cũng the đúng không? Đứng không ngờ vẫn rất là buồn đúng không ạ? Không riêng bản thân chú mà vợ của chú và anh em trong nhà, gia đình nhà chú rất là hoang mang lo lắng. Và đặc biệt hơn nữa là chú nghe cái tin ở dưới Kiên Giang là cái vụ như chú đã chia sẻ rồi đó. Chú càng lo lắng hơn, lo lắng về tình trạng của con trai của mình. Chú nghe chú tắt dùm con cái điện thoại ha, tí chú nghe ha. Của chú thì một câu chuyện của chú chia sẻ thì thật sự rất là buồn. Và đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã tiếp nhận, sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm con trai của chú về cho chú. Được hay không thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chưa dám hứa trước. Nhưng mà sẽ cố gắng. Con cũng chẳng biết nói gì hơn là chúc cho đại gia đình nhà mình sớm nhận tin vui từ em. Là con trai của chú sẽ sớm quay trở về đoàn tụ cùng với chú. Và cũng mong chú cũng như toàn thể người trong gia đình đừng có lo lắng quá chú nha. Chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ rồi thì kính thưa quý cô chú anh chị, cộng đồng mạng, qua câu chuyện của chú chia sẻ thì em rất mong tất cả quý cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ để cho con trai của chú sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Em cũng chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị, cộng đồng mạng rất là nhiều. Dạ rồi chú ơi thì con cũng chào chú nha. Dạ, chúc chú sức khỏe. Chị Nguyễn Thành Hải. Dạ. Giúp dạ rồi con chào chú.